Hello anh em, xin chào mọi người. Hôm nay Lạc Di sẽ quay cái clip về bảy cúc đêm. Đây là cung nha anh em. Thì cái tánh của mình rất là kỹ, mình quấn rất là nhiều cung. Còn anh em quấn sao đó thì mình không biết, nhưng mà quấn rất là nhiều cung. Mình quấn bằng phải trên 40 cái mình mới chịu lận. Thì rớt con nào vô là mình lấy con đó. Đây ha, giờ này cũng 6 giờ chiều rồi, mặt trời sắp ẩn lặn. Mình sẽ rào kín hết cái khu vực cỏ lưa thưa này, mì lưa thưa này. Đây, ui cha, chỗ này không có. À, chỗ này có chặn đây. Đây, điện thấy không? Mình quấn tới 2-3 lớp. Để nó vô cỡ nào thì mình lấy cỡ đó, chứ mình không có chụp chiếc giọt gì hết. Vô là mình lấy thôi. Ở đây, đây. Trên này nó nhanh em. Đó, số lượng cung mình quấn là trên 40 chứ không có dư. Chỗ này còn thiếu mà, em không sao, bỏ bớt cho nó vô cũng được. Đây, đây ha anh em ha, cung ha. Đây cung đây nha. Bắt đầu trời trở tối nè, mặt trời gần lặn nè. Đó, mặt trời gần lặn nè. Đó, rồi mình sẽ quấn bao dây ở đây hết. Hết cái khu vực này, hết cái khu vực này. Nghe thấy không cung không? Đây là bộ môn cúc đêm nha, không phải cúc ngày. Anh em dùng tiếng ngày quýnh vẫn được, nhưng mà được 1-2 con à, không có số lượng. Còn tiếng đêm của em nó chỉ được có 30% thôi. 30%, ví dụ người ta quýnh 100 con thì em quýnh được khoảng chừng 30 con là hết. Bởi vậy cái số mà nó còn lại, nó nằm ở xung quanh đây thì nó vô gần mà nó không chịu, nó đi ra là nó sẽ dính cái dòng ở ngoài. À, còn cái con nào mà nó bay trên trời mà nó rớt vô tới ngay đây là nó vô, nó dính mấy cái trong này em lượm hết. Em thấy không? Quấn như vậy. Thì đêm nay là mình sẽ quấn tầm khi trăng lên. Trăng lên là em sẽ về. Chứ không có trăng là trời sáng là nó không có bay. À, anh em lưu ý ha. Cái này em cứ học lại của mấy anh em trong nghề bảy cúc thôi. Cũng được anh em chia sẻ chút ít kinh nghiệm rồi học hỏi nghiên cứu chút xíu rồi không mấy anh chỉ dạy cho quánh. Thì đây, đây là họ toàn cảnh đây. Thì hôm trước thì cũng có một số anh em hỏi quánh lo gì ha, thì em cũng không có giấu giếm gì hết á, có gì chia sẻ cho anh em. Hôm trước em theo mấy anh kia trong nghiên cứu theo của mấy ông anh ở căn cứ 3 thì quánh lo 120 ống 120, nhưng mà nay em quýnh theo cái ống 90. Thì ống kia nó hay quá, nó to quá, chứa đựng chở đi nó cực quá. Em quýnh ống 90 nha. Đây em quýnh lò này ha, em quýnh lò này. Đây lò này cái 2 pin, còn cái 3 pin cắt bên kia. Bữa bị nó đua hết cái 3 pin rồi. Để cái này mua đầu tiên. Thì em chờ tới bây giờ chờ nữa tới tối là em sẽ lên file đêm. Bây giờ em sẽ bật file ngày. File ngày để thả chơi coi có những cái con cúc mà nó ở xung quanh đây đó. Nó vô thì mình lấy. Lấy được thì lấy không được thì thôi. Rồi sẽ qua bên cái chỗ kia. Này nằm ở đây luôn. Treo võng đốt lửa lên rồi nằm ngoài đó chơi ở chỗ cái xe của em đó, chiếc rim đó. Đó anh em thấy không? Mình sẽ bao kính vòng này thì tối sẽ ra quay cái cảnh lấy cúc cho anh ha, lấy cúc cho anh em xem. Ok anh em,